Thưa Thầy, có câu đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạc giả, nghĩa là gì? Dạ, nghĩa là hai người giả. Cái câu này nằm ở trong những cái danh ngôn chữ Hán mà nó thuộc về dạng bình thiên hạ. Bình thiên hạ là gì? Tức là mình làm cho cả cái chữ thiên hạ, tức là cái nghĩa của nó là mọi người thế gian này. Tại vì thiên là trời, hạ là ở dưới, con người dưới trời là mình chứ ai. Mình muốn bình mọi người xung quanh mình, muốn làm cho mọi người an ổn hết thì phải làm gì? Phải ghi nhớ hai điều: đức giả chi bổn giả, tài giả chi mạc giả. Đức giả chi bổn giả là gì? Cái đức mới là cái gốc, còn cái tài chỉ là cái ngọn thôi. Cái gốc đức mà không có đó thì sao nó sanh ra cây trái đức được, phải không? Cho nên đó, làm gì làm chăm bón cái gốc mới là chính. Vì vậy cho nên đó, mình đó, có một ví dụ vậy nè: quý vị tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, ăn chay, bố thí là ngọn. Nhưng tất cả những cái đó để làm gì? Làm chăm sóc cho cái gốc tịnh tâm. Cái tâm tịnh của mình là cái gốc. Cho nên tất cả mọi hình thức tu tập không ngoài cái việc đưa cái tâm mình trở về sự an tịnh. Và nói theo thế gian, nói theo thế gian cuộc sống bình thường là đức với tài. Mà nhớ là đức mới cái gốc, tài chỉ là cái ngọn thôi. Thí dụ như mình học, chịu khó học là giỏi à, chịu khó làm là giỏi à. Nhưng mà cái học đó, cái giỏi đó mà không có cái nguồn cội của tâm, của tâm lành, thì cái tài đó có thể hại người. Ví dụ giờ Pháp Hòa có tài chế bom, thì Pháp Hòa sẽ chế bom để hại người. Hay Pháp Hòa có cái mưu mô, thành thử ra nếu mình người đó họ giỏi mà họ có cái đức, thì cho nên Tôn Ngộ Không á, trong Tây Du Ký á, là tượng trưng cho người tài, người trí. Nhưng mà người trí mà không tu á, cái trí này hại người. Cho nên ông Tôn Ngộ Không bị sư phụ của mình trồng vô đầu ổng cái dòng kim cô. Cái dòng kim cô đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái đức, tượng trưng cho cái giới. Mà người muốn có đức thì phải làm gì? Giữ giới. Giữ giới là có đức à. Ví dụ không giết người hại vật nè, không gian tham trộm cắp nè, của người ta sao mình lấy? Rồi mình có gia đình hạnh phúc rồi, tại sao mình phá vỡ hạnh phúc người khác? Mình đừng nói những cái gì tổn hại đến người. Và người đó không rượu chè cờ bạc bê tha, đừng nói chuyện tu hành gì hết trơn. Thế gian mà nhìn vô người đó nói trời, cái anh đó đức độ lắm đó, sống đời có đức. Cho nên đức là gì? Đức là đạo đức. Mà đạo đức có từ đâu? Có từ sự giữ gìn những cái nguyên tắc cuộc sống. Cho nên đó, chữ giới còn có thể hiểu là đạo đức. Người có đạo đức là sẽ, người có giới là sẽ có đạo đức. Tại họ tuân thủ những gì sai quấy không làm. Cho nên đức giả chi bổn giả, chữ bổn là gốc. Đức là, chữ giả là, chữ giả là đức là cái gốc. Đức giả chi bổn giả. Tài giả là tài là cái ngọn thôi, mạc giả. Mạc là ngọn, chi là cành. Thành ra cái trong cuộc sống của mình đó, con người mình nó có hai phần, tài với đức. Quý vị nhớ cụ Nguyễn Du nhắc mình không? Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Nếu mình có tài mà không có đức, cái tài đó hại, tài đó nguy lắm. Cho nên có tài phải có đức. Mà giữa đa tài với đức, chọn đức hơn tài. Ông vua đi tìm người, ông đâu có nói tôi đi tìm người tài đâu, ông thêm chữ nữa, tìm người hiền đức, còn không là tài đức. Ngày xưa vua Nghiêu, vua Thuấn không có truyền ngôi cho con của mình, mà truyền cho một ông tên là Hứa Do. Thì cái ông này á, ông là một người có đức, cho nên vua truyền cho ông. Nhưng mà ông lại là người không có dính danh lợi, cho nên ông đâu có nhận. Vì ổng không dính danh lợi cho nên vua mới kiếm tới ổng. Nhưng mà kiếm tới ổng thì ổng không có nhận, tại vì ổng là người không có vướng bận những cái chuyện đó. Đại khái là vậy.
Cho nên đó, quý vị biết là Đạo Phật dạy mình gì? Sống sao cho có đức. Mà muốn có đức thì làm gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là đạo đức của nhà Phật. Ví dụ như người ta hỏi mình: anh đạo Phật bây giờ miên man quá, anh có thể cho tôi biết mục đích của đạo Phật dạy mình tu cái gì không? Đọc ba câu đó lên: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó lời chư Phật dạy. Chư Phật dạy như vậy chứ không phải một Phật à. Tất cả ba đời chư Phật ra đời cũng dạy nhiêu đó thôi. Chờ hồi xưa mà ông Quan á, ông tới ông hỏi một vị hòa thượng, ông Lý Bạch á, lên ông hỏi ngài Ô Sào thiền sư, tại vì thiền sư này ở trên cái ổ quạ cho nên kêu là Ô Sào. Hòa thượng, xin ngài hãy dạy cho con phương pháp tu hành. Hòa thượng đọc bốn câu đó lên: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là nãy cái bài đọc: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Ông nghe xong ông nói: trời ơi, tôi tưởng hòa thượng giải gì thiệt là hay, cái bài này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Thì hòa thượng nói: đúng rồi, con nít 8 tuổi thì thuộc, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Nghĩ có phải không? Ai cũng thuộc câu này, nhưng mà làm thì đâu phải dễ. Cho nên tu á, là mỗi ngày mình tự cải hóa tự tâm. Câu này Pháp Hòa hay gần đây hay nhắc: cải hóa là sửa cái lỗi mình, tự tâm là tự mình phải làm mới mình. Hồi xưa có một vị người ta hay nói: nhật tân, nhật nhật tân, ngày mày ngày nay mình phải mới, ngày ngày mình phải mới. Nhật tân, nhật tân, nhật nhật tân, ngày một một ngày, mỗi ngày mỗi ngày mình thêm mới. Cái câu này á, nếu mà đúng ra nó còn hai câu kế nữa, là nếu như mình đem cái gốc mà đem ra ngoài, mà cái ngọn đem vô trong, thì thế nào cũng có tranh danh đoạt lợi. Tức là mình làm ngược lại. Người ta nói đi chùa phải mặc đồ lam, thậm chí cả vớ. Cả vớ tức là socks, mở ngoặc socks, nói theo tiếng Bắc là manh tách. À, con không có vớ màu lam, chỉ có màu đỏ thôi. Vậy con mang màu đỏ được không? Đã mang rồi hỏi chi nữa. Thật ra thì mình mang màu gì cũng được. Nhưng mà có lẽ cái vị nhắc mình á, là để giúp cho mình ăn mặc những cái màu gì cho nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với một cái hoàn cảnh nào đó, chứ không có gì sai. Vị nhắc cũng không có sai, nhưng mà nhiều khi nói chưa có hết ý thì người ta tưởng đâu có đó là quy định của nhà Phật. Còn nếu mà đúng ra nhà Phật là không mang gì hết. Đức Phật còn đi chân không. Quý vị nhớ là những cái việc như vậy đó là do Phật, do người sau mình định ra một số vấn đề để cho nó phù hợp vậy thôi, chứ nó không phải là cái giáo điều gì của Phật giáo cả. Cho nên mình đừng có, ví dụ ngay cả mình mặc cái áo tràng cũng phải Phật quy định, Phật đâu có biết cái áo này. Bây giờ nếu mà Phật mà còn sống bên Ấn Độ, mình chạy qua bển mình thăm mà mình mặc mấy cái áo này, ông nói mình mặc cái gì vậy? Tại ngài đâu có biết cái này, ngài chỉ biết cái sarong thôi, ngài biết cái đồ Ấn Độ thôi. Nhưng mà sau này Phật giáo truyền đi các nước thì mỗi một quốc gia người ta có cái sắc phục của người ta, thì người ta mượn cái sắc phục đó để người ta biến chế lại. Nó rất phù hợp với cái tinh thần của đạo Phật là luôn luôn hội nhập được với cái văn hóa ở nơi đó, mà vẫn giữ được cái gì đó, mà vẫn mang được cái nét của Phật giáo. Ở đây có ai mặc cái áo Nhật Bình không ha? Mấy thầy, mấy cô bữa nay không ai mặc hết. Cái áo Nhật Bình là cái áo mà gài cái nút ở giữa nè, của mấy thầy, mấy sư cô hay mặc á. Quý vị biết cái áo đó từ đâu ra không? Từ ở cung đình ngoài Huế.
Và các hòa thượng mình mới thấy cái áo đó các vị hay mặc ở trong cung đó, mới lấy cái áo đó rồi cải đổi lại chút. Nhìn vô, quý vị thấy cái áo của người Hàn Quốc không? Và nhìn cái y phục, cái áo lam của các thầy, các sư cô Hàn Quốc na ná như cái áo của người Nhật, của người Hàn vậy đó. Quý vị thấy cái áo năm thân của chú Trung Khải đang mặc nè. Nó là cái áo của người Việt Nam, áo dài của người Việt. Nhưng mình đổi lại một chút, mai đơn giản, suông suông thôi. Không có cần bấm cái eo vô này, xá cái eo kia ra. Suông suông, mặc rộng rộng để nó che cái gì? Nó che cái tướng thô. Người tu là nó khác với người đời vậy thôi. Mình mặc áo cho rộng rãi để che cái tướng thô, không có lộ cái tướng thô. Mình nhớ là mình ăn mặc quần áo là tại vì mình có cái tàm quý, mình không có để lộ những cái thân hình của mình, dễ thôi. Vì vậy cho nên á, mình đạo Phật á, đi tới quốc độ nào, cái xin phép đại chúng, cái quần mình mặc bây giờ đó, nguyên thủy xưa mình mặc cái quấn mà, nhưng mà sau này mình chạy nhiều nhảy dây nữa, mang nó sao nhảy. Bây giờ làm lại cái xà rông mà xà rông hai ống. Xà rông hai ống, thế thôi. Quý vị hiểu và nói không? Rồi cái áo mà các thầy mặc rộng thùng thình đó, cái áo đó nó nguyên tác nó từ thời nhà Đường bên Trung Hoa. Rồi đổi qua dài, khi mà qua tới Việt Nam, Việt Nam lấy cái mẫu đó nhưng mà biến lại, không có copy nguyên cái mẫu đó. Giờ có nhiều cái tượng Phật đản sinh đó, tay chỉ lên trời, tay chỉ lên đất, phải không? Quý vị thấy con ngón à? Thỉnh thoảng quý vị đi chùa Việt, quý vị sẽ thấy có những tượng chỉa hai ngón. What you mean? Không có mean gì hết á. Tôi làm vậy để tôi biết này của Việt Nam. Mình qua nước Mỹ, mình ăn thức ăn Mỹ được phải không? Nhưng mà nấu đồ Mỹ thế nào cũng có nước mắm à. Tại vì sao? Nước mắm nó mặn mòi. Ví dụ vậy đó. Ở chùa ăn pizza mà chấm chao mới ghê. Rồi ăn cái bánh mì đó ngán quá phải không? Rau sống quá trời. Để pizza vô cuốn rau sống chấm. Thử đi. Con xin có câu hỏi Thầy Quang Hỷ. Hằng ngày tụng kinh Địa Tạng, có nhiều lúc vì không đủ thời gian để tụng hết quyển kinh, con đành để ngày sau tụng tiếp có được không ạ? Và sau mỗi lần tụng phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh không? Tụng kinh á, không có nhất thiết là mình phải tụng bao nhiêu, tùy theo thời gian sức khỏe của mình. Tại vì đây là một khóa tu, mình có thời khóa, mình có thời gian, cho nên mình mới tụng mỗi lần là một quyển. Hết một thời gian mình ở đây thì trọn được một bộ. Còn mình ở nhà là mình lấy kinh mình tụng, là cái thời khóa tụng hàng ngày của mình, thì mình tụng một phẩm thôi, hay nửa phẩm hay hai phẩm tùy, đâu có bắt buộc gì đâu. Rồi còn cái chuyện mà hồi hướng cũng là tùy thời gian. Đại chúng cứ nhớ một điều Pháp Hòa hay nhắc đó. Nghi lễ khi các ngài soạn thì buộc phải soạn có hình thức nghi, để cho mình có được một cái khái niệm. Còn du di gia giảm là tùy sức khỏe, thời gian của mình. Thí dụ như có một số quý vị đau chân, không có lại Phật được, mấy ngày nay lại, quý vị không cần lại, ngồi xá, đứng xá, ngồi dưới đất không được, lên ghế ngồi. Người ta tạo cho mình phương tiện để mình nhẹ nhàng trong cách tu hành. Và từ đó mình mới hiểu một, mình mới khám phá một đạo lý. Khi cơ thể mình, sức khỏe mình khó khăn, người khác đã tìm mọi hoàn cảnh để đáp ứng cái nhu cầu sức khỏe khó khăn của mình, thì tại làm sao trong cuộc sống mình không đối được với người khác như vậy? Mình muốn cái gì cũng được từ phương tiện. Thí dụ mình đau chân, thấy tôi đau quá, kiếm chỗ cho tôi ngồi, mà người khác mà ngồi kiểu đó nó không đúng. Bao nhiêu đó thôi mình đủ tu rồi. Cho nên khi mà ai đối với mình tốt,
ai đối với mình dễ dãi, mình đặt cho mình một câu hỏi, sao người này họ hay, họ tốt với mình quá vậy, thế mình có bao giờ sống được như vậy chưa? Mình đi tới một cái chỗ tu mà đau chân thì có ghế ngồi, thậm chí giờ bàn ăn còn phải để cái bàn nữa dành riêng cho người già yếu bệnh ngồi ăn thôi mà kiếm cái bàn vậy. Thì chúng ta, mình phải hiểu một điều rằng thế thì nghĩa là trong cuộc sống này có những khó khăn thì người ta giúp mình, vậy thì tại sao mình không ứng dụng được điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình? Có những người, người ta cũng có những khó khăn của người ta, mình nhẹ nhàng, mình dễ dãi, mọi việc sống được như vậy thôi. Cuộc sống này nó rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Hồi nãy Pháp Hòa có quy y cho một Phật tử, trong đó có một vị là An Duyên. An Duyên là gì? Tâm mà an thì duyên nào nó cũng an hết. Cái duyên là cái điều kiện nó tới. Ví dụ bây giờ quý vị đi khóa tu mùa thu ở Canada, mình coi hình, nghe người ta đồn Canada mùa thu đẹp lắm. Trời ơi, sách giỏ chạy qua tu có 30% thôi, còn 70% là muốn chụp lá vàng qua rất là hên, lá rụng hết trơn. Thì mình phải an với cái duyên đó. Rồi mình nghĩ là mùa thu bên chỗ mình đâu có lạnh dữ vậy mà sao bên này nó lạnh dữ vậy, thì phải an với cái duyên đó, phải không? An vui nơi này, an khắp mọi phương. Tại vì cho nên cái duyên là những cái việc, những cái điều kiện nó đến với mình. Bây giờ cái việc nó như vậy, mình không có tìm cách mình an ổn cho nó, mình làm nó xáo trộn lên để làm gì? Cho nên nhiều khi cuộc sống nó đơn giản mà chính mình, mình cứ bươi móc, mình cứ xáo trộn nó lên, đơn giản vô cùng. Mỗi lần ăn cơm á, cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó ở trong mỗi ngày, chúng có cần gì đó. Mỗi khi ăn cơm ha, gắp rau rồi xong á, người gắp đũa, thì mình ngồi mình nhìn cái mình mới lấy cái đôi đũa mình tóm nó gọn lại, phải không? Đâu có ai mà để cái dĩa nó tà lè vậy đâu. Lúc nào mình là người ý thức là gọn lại. Trong khi Pháp Hòa làm việc đó, Pháp Hòa phát hiện một pháp tu. Cuộc sống của mình là vậy nè, ai cái gì nó cũng đẹp hết á, rồi mỗi người tới gấp miếng, tỏi người lợi rỉa miếng, nó tờ lưa ra. Nhưng mà nếu mình cũng tờ lưa vậy, nhìn nó không đẹp, thì mình sẽ có bổn phận lấy đôi đũa gom nó lại, rộn lát nó lại, rồi mình lại gom. Nhưng mà nhờ cứ tóm rồi rỉa rồi gom vậy mà nó hết dĩa phải không? Rồi mình ăn xong một bữa cơm rồi, cái gì nó dư chút chút, cái mình làm cái gì? Thu gọn lại. Tu không? Cuộc sống nó cần cái đó, nhưng mình không làm. Cái gì mình cũng muốn cho nó tà le ra vậy. Chuyện nhỏ của người ta ăn chút à, mình muốn thế giới này biết. Ai mình cũng ngoắc vô, lại đây tôi nói cho nghe. Cái bà đó bà bê bối lắm, cái ông nọ ông bê bối lắm. Người ta nói trời, làm sao cứu tôi ra khỏi kiếp nạn này. Tôi nghe thuyết pháp nhiều quá, sáng nghe ông thầy, chiều nghe bà sư này nữa. Nhiều khi ngồi trong bữa ăn, làm những cái công việc đó, Pháp Hòa phát hiện ra tu là vậy nè. Người ta làm đổ miếng nước tương, mình ăn cơm xong thì cái miếng giấy lau miệng của mình sẽ là cái miếng giấy lau tất cả những cái giọt nước tương dơ đó. Mặc dù một lát sẽ có khăn sạch lau cái bàn, nhưng mình sẵn trong tay có một miếng giấy sắp sửa bỏ rác. Tại sao mình không chấm những cái dơ đó để lát chiếc khăn kia nó không có quá dơ? Trời ơi, mình làm được cái đó mình thấy tu quá trời dễ luôn. Mà chỉ cần trong một bàn ăn, mỗi người trước mặt mình ý thức cái gì đó, thì cuộc sống này nó dễ dàng vô cùng, nó gọn gãy vô cùng. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, phải nó đơn giản, và tu hành đâu phải là cái gì đâu. Hôm qua có một Phật tử lên thăm vấn: thầy ơi, con ngồi thiền loạn tâm mà tê chân quá,
Chị ngồi được 15 phút không? Dạ được. Vậy 15 phút kia chị đi thiền. Ngồi thiền 15 phút, đi thiền 15 phút, lại thiền 15 phút, 45 phút tu nhẹ nhàng. Moving nhưng mà không rời ý thức, chánh niệm tu tập. Mình ngồi thiền tay chân thì mình đứng dậy, xoa chân xong mình đi từng bước nhưng mà hơi thở vẫn còn đó. Chân trái thở với chân trái, chân phải thở với chân phải, đi vòng phòng khách 15 phút sau. Đâu có mất chánh niệm đâu, an lạc vẫn có mặt. An lạc vẫn có mặt. Cho nên nó mỗi lần mà dọn rác á, không có bực, không có cằn nhằn, không cứ nhữ gì hết, mà phải thấy rằng mình được cơ hội thu gọn chiến trường. Mà cuộc sống á, cái người mà quan trọng nhất là biết thu gọn chiến trường. Coi vậy chứ người đó quan trọng lắm á. Tới xài là dễ rồi, mà cái người biết thu dọn. Cho nên mình phải thấy được cái tu tập của mình. Mình làm mà mình nhẹ nhàng thì tự nhiên người ta cũng nhẹ nhàng theo. Cho nên mình tụng kinh, quý vị cứ tụng theo cái thời khóa nào mà mình có được, không có ai bắt buộc cái gì hết. Tụng xong không quên hồi hướng, không có sao hết đó. Nó còn đó đó, không hồi nó cũng tự hướng, không hướng nó cũng tự hồi. Cô thưa thầy cho con hỏi, tu tịnh độ và tu thiền, tu nào công đức hơn? Cũng giống như hỏi ăn bún với ăn cơm vậy, ăn nào no hơn? Thưa đại chúng, thật ra trong Phật giáo chúng ta không có chia tông chia phái gì hết. Khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không hề chia tông gì phái gì hết. Nhưng mà Đức Phật tùy duyên mà nói pháp. Như nãy á, cái cô như nãy vừa nói là cái cô đó, cô lên cô gặp Pháp Hòa cô nói vậy đó, thì Pháp Hòa bày cho cô cách tu. Hỏi giờ chị có thời gian bao nhiêu? Nói dạ con có thời gian nửa tiếng. Rồi 15 phút ngồi thiền, 15 phút đi thiền. Nhưng mà mình đâu có sắp xếp bài bản gì đâu, phải không? Và cũng không hề đặt cái tông này là tông tu tắc. Tông này tông tu long thơm, không có gì hết. Tùy duyên. Đức Phật cũng vậy. Nhưng sau này chư tổ mới gom hết tất cả lời Phật dạy, bắt đầu mới đưa vào một hệ thống. Đưa hệ thống đây làm chi? Để giúp đỡ cho những người sau dễ dàng đi tìm những cái gì nó thích hợp cho mình. Ví dụ mình thích niệm Phật thì mình chuyên đi vào một cái hệ thống tịnh độ để mình nghiên cứu những sách vở, những bài giảng chuyên về cái tịnh độ. Ở đây người ta có cái cuốn Yellow Book, là phone book. Mình muốn đi tìm những công ty sửa chữa cái gì, mình đi đúng cái section đó, đúng không? Sửa máy giặt, máy sấy, sửa điện, sửa nước, bất cứ cái gì, mở cái cuốn đó ra, nó có hết, nó từng khu vực như vậy. Cũng như thế, tất cả những cái đó, tông này, bây giờ mình gọi tông này, pháp kia, chẳng qua là những cái hệ thống để mình dễ dàng trong vấn đề tìm tòi, nghiên cứu, tu tập. Và nói cách khác là uống thuốc. Thì không có thuốc nào hơn thuốc nào hết á. Mà thuốc nào mà trị được bệnh, thuốc đó tốt. Pháp nào giúp được mình an tâm, tĩnh lặng, pháp đó hay. Chứ không có nào cao nào thấp hết á. Mà nói cao nó thấp, biết cao làm sao? Ví dụ như giày kêu thấp, nhưng mà thật sự nó cao hơn cái kia. Cho nên cao không thật cao, mà thấp cũng đâu có thật thấp. Nó thấp với chỗ này mà lại cao với chỗ khác. Ví dụ như đối với mình, cái bàn này là thấp, nhưng mà đối với một cái vật gì thấp hơn thì nó lại quá cao. Cho nên mình hiểu được như vậy thì đừng có bận tâm cái chuyện đó. Anh tu pháp nào mà anh thấy anh có an lạc, có hạnh phúc thì có công đức lớn. Tại sao? Vì anh có an lạc, anh mới mang cái an lạc đó cho người xung quanh. Và anh nói đúng những cái điều về cái đó để người khác không lầm sai. Ví dụ quý vị nào tu tịnh độ,
nghiên cứu tịnh độ, niệm Phật đó, và hướng dẫn cho những người khác phải thật là rõ ràng, đừng có gieo rắc những cái tri giác sai lầm, những cái sai lầm trong cái nhìn cái thấy của mình để người khác hiểu lầm không đó. Người ta hiểu lầm về tịnh độ. Ví dụ như á, cái chuyện mà người chết mà mềm mại cái thân thể đó, hay là chết thiêu đi mà có xá lợi đó, cái đó nó không phải là cái chủ đích của người tu hành đâu. Rồi mình đem cái đó ra mình làm như là một cái kết quả của một cái sự tu, mình phô trương, mình làm những cái hình ảnh nó nhìn vô người ta thấy đạo Phật nó rất là thấp kém, mà cái kiểu là tu đợi vậy đó, đợi cho cái mềm thân vậy đó. Đâu có phải vậy đâu. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Vãng sanh là gì? Nếu nói về hiện đời là tâm mình không còn chìm đắm trong khổ đau, trong phiền não nữa. Đó là vãng sanh. Mà đời sống này mình vãng sanh thì chết mình vãng sanh. Mình nấu cơm đúng thì sẽ thành cơm. Lấy gạo nấu đúng thì thành cơm. Mà lấy cát thì nấu cỡ nào cũng không thành cơm được. Cho mình nói thì cuối cùng người ta là hiểu lầm. Ô, tu tịnh độ để nửa chết có xá lợi. Rồi người nào mà thiêu ra mà tới xương không cái ồ tu cũng đúng. Thành thử không phải vậy. Cho nên quý vị biết là công đức lớn nghĩa là mình có an lạc. Mình có an lạc, mình hiểu đúng cái pháp đó thì mình sẽ truyền cho người ta đúng. Con có người bạn nhờ hỏi thầy về hoàn cảnh của gia đình bạn. Người chị gái của bạn vừa mất vì Covid. Con người đến đòi nợ của chị đã thiếu họ và nói rằng gia đình nên trả nợ trong 49 ngày sau khi chị mất để chị được siêu thoát. Vì số nợ hơi nhiều, gia đình không thể trả liền hết trong 49 ngày. Vậy chị có được siêu thoát không? Cái này là giáo lý của người đòi nợ, chứ không phải bất kỳ một cái giáo lý của ai hết. Ai cũng nói vậy thôi. Tại trời, lúc nào mình đòi được tiền khỏe không chết, thành thử phải kiếm cách nào nói để đòi cho dễ chứ, đúng không? Chứ còn đâu có cái chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, cái chùa Tây Thiên Trúc Lâm nợ nhà băng 5 triệu. Làm sao trong 49 ngày mà trả hết 5 triệu đó? Nếu mà lỡ mà có chết đi mà nhà băng nó tới nói: "Nè các đệ tử, muốn thầy siêu thoát không? Trả cho nhà băng pay off hết 5 triệu nghe." Đệ tử nó: "Tôi không phải đệ tử ổng." Đâu có chuyện đó. Nói như vậy á, Tổ Quy Sơn, hoài nhớ Tổ Quy Sơn có một câu: học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiêm. Khi mình chết đi á, cái thần thức mình sẽ đi theo cái nghiệp lực của mình, cũng giống như con chim mà nó được sổ lòng vậy đó. Hễ mà nó con chim mà nó sổ lòng thì nhất định nó phải bay về rừng của nó. Chim sổ lòng thì bay về rừng, người mất thì thần thức đi theo nghiệp. Chẳng khác nào như người đòi nợ. Ai mà là người chủ nợ lớn nhất thì sẽ tìm người đó trước hết. Ví dụ ở đây Pháp Hòa nợ hai người, người 100 đồng, người 50, thì người 100 kiếm trước. Trời ơi, tôi đi kiếm chứ để tôi mất 100 sao? Bà kia thấy bà đi đi, tôi lọt tọt theo sau, mà lỡ tôi túng không được tôi mất có 50. Thì cái chuyện mà trả nợ trong 49 ngày không có là cái gì hết, không có cái gì trong Phật giáo hết đó. Đây là giáo lý của người đòi nợ. May phước đó. Cho nên quý vị tùy thí dụ thôi, mình nói với cái người kia: tôi đâu có quỵt nợ đâu, chị tôi thiếu thì tôi sẽ trả.
Nhưng bây giờ trong cái thời buổi khó khăn này, đâu phải đi kiếm tiền dễ. Chúng tôi hứa nhất định sẽ trả hết số nợ này, nhưng phải cho chúng tôi thời gian. Mình nói và cái người đòi nợ á, mà nếu mình có cái, mình muốn người ta trả nợ cho mình á, đừng có ép, ép quá người ta chạy luôn. Còn nếu mình nói cho người ta có cái cửa người ta đi á, thì cái nợ mình có thể đòi được. Còn mình nói không được á, thì người ta sẽ quỵt nợ, lúc đó mất hết tất cả luôn. Cái này không có dính dáng gì tới Phật giáo hết á. Thầy đây, thầy quý vị thấy không? Mấy cái vụ 49 ngày, 50 ngày này nó, rồi cái gì cũng đổ cho vụ 49 này hết. Ví dụ như cúng trai tăng, phải cúng trong 49 ngày, đâu có gì phải đâu. Đâu có gì phải đâu. 49 năm vẫn cúng được, không nhất thiết phải 49 ngày. Nhưng mà nếu mình nói à, trong khoảng 49 ngày này, nếu đủ duyên tác phạn trai tăng, tại vì người đó còn trong lẫn quẩn cái thời gian đó, không? Mình cầu nguyện cho họ, mình hồi hướng công đức cho họ. Nhưng mà ví dụ lỡ mình sống một cái hoàn cảnh là mình không biết đạo lúc đó, thì thời gian sau mình hiểu đạo thì mình vẫn làm được cho người thân của mình. Kính bạch thầy, cho con hỏi về chú Lăng Nghiêm. Vì sao các chùa thường trì chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng? Hai, vậy tại gia thì trì Lăng Nghiêm vào buổi tối hoặc lúc rảnh thì có đúng pháp không? Ba, Phật tử tại gia còn ràng buộc việc gia đình thì đọc kinh Lăng Nghiêm có được không? Và thứ nhất, tại sao các chùa tụng buổi Lăng Nghiêm buổi sáng? Không có phải, cái đó không phải tụng. Nhưng mà tại vì đây là một nghi thức do một vị tổ soạn, và ngài nghĩ rằng á, buổi sáng á, chúng sanh mình thường mê ngủ nhiều hơn. Cho nên á, cái khác của người tu á, là hễ người ta mê thì mình phải tỉnh. Giờ mà người ta ngủ ngon, mà thậm chí mình cũng sẽ ngủ ngon, thì không cho ngủ ngon. Tại sao? Tại vì mình không để đắm chìm theo cái vọng thức như vậy. Cho nên cái giờ đó là bất thức. Nhưng mà bây giờ mà thức mà tụng những cái gì đó thì sẽ dễ ngủ. Cho nên các ngài soạn những cái câu thần chú trong bộ Lăng Nghiêm ra thành một nghi thức chú Lăng Nghiêm. Thật ra chú Lăng Nghiêm này nằm trong một bộ kinh. Bộ kinh đó tên là Kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh thì rất là dày và nghĩa lý rất là sâu. Và trong đó có 5 cái đệ Lăng Nghiêm, chư tổ mới rút 5 cái phần chú đó ra. Là thêm thắt những cái bài khác như là chú Đại Bi, rồi 10 bài chú nhỏ, rồi viết cái bài hồi hướng vân vân, thành một nghi thức công phu sáng cho các chùa. Pháp Hòa thì trân quý cái thời gian đại chúng có được. Cho nên những lúc nào tụng kinh, Pháp Hòa thường chọn tụng những bản kinh tiếng Việt để cho đại chúng thấm nhuần được lợi lạc khi ở chùa đây, mình về mình tu. Ví dụ như 4 ngày qua quý vị tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, cũng được thôi. Nhưng mà hỏi thì mình không biết gì trong đó nói gì hết. Thấy không? Thành thử ra sáng hôm nay đúng ra là tụng một nghi thức khác, nhưng mà để giới thiệu với đại chúng, à đây là một nghi thức truyền thống của các chùa ngày xưa. Nhưng mà cái chính Pháp Hòa là vẫn muốn làm sao các vị đọc những bản kinh hoàn toàn tiếng Việt để các vị hiểu được lời kinh và ứng dụng tu tập. Cái quan trọng là ứng dụng tu tập, chứ không phải kinh nào linh và kinh nào không linh. Cho nên cái chuyện là không, thí dụ bây giờ ở chùa sáng ngủ dậy tụng Lăng Nghiêm, bây giờ ở nhà mình buổi trưa rảnh tụng được không? Được. Buổi chiều tụng, buổi tối tụng, bất cứ lúc nào tụng cũng được, không có ai quy định cái việc đó. Nhưng mà dĩ nhiên giờ giấc của một ngôi chùa, thời khóa thì các ngài nói công phu sáng, công phu chiều. Thì chùa công phu sáng lúc mấy giờ? Là 4 giờ sáng hay là 6 giờ sáng, chiều thì 4 giờ chiều, ví dụ vậy. Cái đó chỉ là cái quy định gọi là phương tiện, chứ nó không phải là nhất thiết phải là như vậy. Điều thứ hai là Pháp Hòa cũng nói là tụng lúc nào cũng được. Điều thứ ba là mình còn ràng buộc gia đình tụng được không? Đâu có gì trở ngại đâu. Không phải riêng Lăng Nghiêm, bất cứ kinh gì ràng buộc, nhưng mà mình sắp xếp thời gian được thì tốt thôi, không có sao hết.
Trong năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì đều là cảnh trần tương ưng với mỗi căn mỗi thức. Vậy ý thức cảnh trần, cảnh và trần của ý thức là gì? Nhãn căn của mắt là con mắt. Vậy ý căn của mắt có phải là não bộ không? Khác biệt giữa ý căn, ý thức, trí thức và trí tuệ. Này nguyên tiếng đồng hồ. Thưa đại chúng, là thường thường á, theo lời Phật dạy á, thì con người mình á, mình có năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì cái căn nó chỉ là cái bộ phận của cơ thể. Nhưng mà bên cái căn đó, đó nó phải có cái nhận thức của cái căn đó để nó nhìn nó mới biết cái gì. Ví dụ nè, bây giờ cái người đó có con mắt. Nhưng mà xin lỗi, mắt nó bị hư rồi. Thì họ vẫn nhìn, mình thấy họ nhìn vậy nè. Nhưng mà họ không thấy gì hết. Tại sao? Và họ không biết, thậm chí họ thấy mà không biết gì hết. Tại vì cái nhận thức của con mắt nó không có. Nói cách khác là con mắt giống như cái quạt máy. Cái nhận thức là như điện. Không, điện không còn, điện không có thì cái quạt nó không quạt. Mặc dù cảnh có đó. Cho nên nhận thức, mà cái gì mà nhận thức thì cái đó cũng chỉ là tạm thời theo cái cảnh đó mà mình nhận thôi. Ví dụ như quý vị nhìn qua đây, quý vị nhận thức đây là cái chuông. Và thấy cái chuông này là cái cảnh nè. Mình nhìn mà mình nói cái này là cái chuông, là cái mình nói đó là cái nhận thức của mình. Và nó tùy theo cái cảnh mà nó nhận thức. Tạm gọi là cái não bộ. Nhưng mà thật sự ra đó, tại sao mình biết cái này là cái chuông? Tại vì mình có một cái là cái tàng thức, tức là cái kho chứa. Mình đã từng đi chùa, mình đã từng nghe người ta nói cái này là cái chuông. Cho nên cái hình ảnh cái chuông, cái tên của cái chuông nó nằm ở trong cái kho chứa của mình. Bây giờ ví dụ một cái người Mỹ, một người Tây nào họ không biết cái gì cái này hết. Họ nhìn cái này họ không biết. Vì sao? Vì trong tàng thức họ không có cái này. Mặc dù họ vẫn nhìn đó. Và họ nhận thức cái này là một cái gì đó nó tròn tròn. Thì đối với họ có thể cái này là cái nồi. Cái này là một cái chậu bông. Chứ họ không biết cái này là cái chuông. Rồi bây giờ Phật tử general, căn bản là quý vị nhìn cái này quý vị biết cái chuông thôi, chứ quý vị không hề biết cái chuông này là cái chuông gì. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuông này nè gọi là chuông gia trì. Chuông là cái tên chung, nhưng mà chuông gì nữa chứ? Chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì. Chuông mà treo to tướng đằng kia là chuông đại hồng. Rồi giờ những cái từ đó nó vô trong cái tàng thức quý vị. Rồi mai mốt quý vị đi tới đâu nhìn cái đó, chuông gia trì, chuông đại hồng. Quý vị chưa bao giờ biết Pháp Hòa. Trong tàng thức quý vị, trong kho chứa quý vị không có hình ảnh của Pháp Hòa. Nhưng mà khi quý vị đến đây, quý vị gặp Pháp Hòa rồi, quý vị gặp bạn này bạn kia, nó vô nó cất trên đó. Mai mốt gặp cái tướng đó là cái ý thức nó móc trong cái tàng thức đó liền. Thầy Pháp Hòa, cô Năm, cô Bảy gì đó. Cho nên mỗi người chúng ta có một cái kho chứa. Và hàng ngày mình chứa những cái gì mà nó tốt thì khi cần thì nó cái tốt nó khởi lên. Trong này hỏi á, ý căn, ý thức. Cái ý căn nó có cái ý của có, nó có cái thức của cái ý, là cái nhận biết của cái ý. Và tất cả mắt, tai, mũi, miệng gì nó đều có cái ý thức của nó. Ví dụ mình có cái miệng nè, mình đưa nước trà vô thì cái ý thức nó nói liền. Mà làm sao cái ý thức nó nói là gì? Trong đó nó đã từng chứa cái trà, cái hương thơm của trà và cái tên gọi trà. Cho nên vừa ném vô thì ở trong cái tàng thức, cái ý thức nó vô cái tàng thức nó moi lên, nó nói cái này là trà. Và xong rồi sau uống một ực vô rồi, cái nó cái mùi thơm, wow, trà móc câu, trà thái nguyên, thí dụ vậy đó.
Nhưng mà nếu mà trước kia mình không có cái đó, uống vô không biết trà gì hết. Như quý vị không phải là người thưởng thức trà, chỉ biết trà thôi, uống vô biết trà nhưng mà không hề biết tên của nó là gì, phải không? Thành thử ra ý tàng thức là cái kho chứa. Và khi nhìn một cái gì thì cái ý thức nó vô trong cái kho đó, nó môi ra. Và do cái nhìn, do cái nghe. Ví dụ như quý vị nghe, đi ngang chánh điện nghe tụng kinh, ủa tôi mới thấy thầy ở dưới trại đường mà sao ông ở đâu tụng kinh vậy? Bước vô chánh điện mới thấy chú Trung Chánh. Vậy thì cái ý thức đó nó đưa ra cái tàng thức, ồ tôi đã từng nghe tiếng thầy tụng. Nhưng mà cái nhận thức đó và cái ý thức đó đó nó chưa chính xác. Đến khi nào mắt nó thấy nữa, nó phối hợp với cái nhận thức nữa, nó làm rõ vấn đề hơn. Hiểu được ý thức không? Ý thức là vậy. Còn trí thức là gì? Trí thức là những cái trí hiểu biết do cái nhận thức mà có. Mà cái trí biết do cái nhận thức á, thì có thể nhiều khi do người khác nói cho mình nghe nữa. Thí dụ như thế này, Pháp Hòa nói mới biết chứ tự dưng mình đâu biết. Thì cái gì mình tự biết cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái gì mà do người khác dạy dỗ cho mình, hướng dẫn cho mình gọi là trí thức. Cho nên cái người mà ta đi học, học cao hiểu rộng thì người ta gọi là gì? Người đó rất trí thức. Nhưng mà cái người đó họ tu á, họ có được những cái phát tuệ đó, mình gọi ô cái người đó rất trí tuệ. Và trí tuệ là do tu, trí thức là do học. Thôi đại khái vậy thôi. Chứ cái này nó nhiều thứ lắm. Có một người thầy dạy con rằng những ai làm mình giận hoặc buồn, mình niệm câu Án Mani Bát Di Hồng thì người đó sẽ hết giận và nhức đầu. Dạ có đúng không thầy? Câu đầu nghe được, câu sau nghe ác ôn quá. Ví dụ mình ta chọc mình giận, mình niệm Án Mani Bát Di Hồng để cho mình hết giận thì, hoặc là tụng để cho người đó hết giận thì nghe đầy từ bi. Tụng cho nhức đầu chơi. Này giống trừng phạt quá, không phải Phật tử. Nhưng mà khi mình niệm Án Mani Bát Di Hồng cũng niệm sao nữa. Chửi nữa đi, Án Mani Bát Di Hồng, chửi nữa đi. Cái này ta vỡ đầu rồi chứ không phải nhức không đâu. Tức còn hơn nữa. Mình có niệm Phật, mình có trì chú gì đó, mình lấy cái pháp đó mình an cái tâm mình trước những lời mắng rủa của người kia, chứ đừng có nói để người ta thêm tức giận. Nếu câu niệm Phật mà niệm không đúng chỗ thì cái câu niệm Phật đó không có tác dụng giúp cho người, mà cái câu đó còn làm cho cái pháp giận tức người ta tăng trưởng nữa. Cho nên mình phải khéo léo cái chuyện đó, tu phải tu đúng chỗ nữa. Pháp Hòa kể cái chuyện này. Hồi đó Pháp Hòa làm sa di á, thì cái bữa đó Tết nha, cái có sư bà Trí Định nè. Sư bà tới thăm chùa, cái lăng xăng mọi người đi dọn dẹp để chuẩn bị đón sư bà. Cái có một chị Phật tử chứ nói, trời trời làm gì chứ đón của dâu vậy. Cái rồi cái tự nhiên lúc chỉ nói câu đó xong á, cái trong đầu mình khởi cái câu, một cái bài kệ của sư ông Làng Mai. À, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Mình đọc lên câu đó xong cái bà nói, chú chửi tôi hả? Quý vị thấy không? Khi mình đọc xong rồi mình bà nói xong cái mình mới giật mình. Nghĩa là trong lòng mình nghe một cái lời nói xong cái mình khởi cái câu đó mà thiệt tình không có cái ý đó. Mình chỉ đọc lên tự nhiên nó click vô trong cái đầu mình là cái bài kệ này nó rất là phù hợp với cái chuyện là mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nhưng mình đọc không đúng chỗ. Mình đọc ngay lúc người ta mới vừa nói một câu đó, thì bà thay qua bà nói, chú chửi tôi ha. Cho nên á, kinh Phật mà tụng không đúng chỗ nó cũng trở thành ra Phật dạy rất hay, phải không? Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.
cái pháp mà đôi lúc còn phải xả cái pháp đó, chứ đừng nói chi là cái không phải pháp. Cái không phải pháp mình xả là chuyện đành rồi, mà cái pháp mà có lúc cần phải xả nó để chi? Để mọi việc nó bình an. Thì lúc đó mình xả cái pháp đó không có gì tội hết. Không có gì tội hết. Tại sao? Tại vì mình ý thức rất rõ. Cho nên cái chuyện mà nói dối đó, quý vị đừng có sợ thọ giới đó rồi mai mốt buôn bán không được. Tại vì buôn bán phải nói dối. Không có một người nào mà đi mua đồ mà nói cái bà bán bà lỗ hết. Mặc dù bà nói chị em không có lời chị ơi. Bà nói gì bà nói. Chỗ thân tình em bớt, em không có lời gì. Cái chuyện mà buôn bán có lời, thậm chí người ta biết mình lời, đó là cái chuyện hiển nhiên loài người đã chấp nhận chuyện đó. Người bán phải có lời. Mình chấp nhận mua, vì sao? Vì đó là cái nghĩa của chúng sanh. Chúng sanh là gì? Tương duyên giao mà sống. Chị bán chị kiếm lời, tôi cần tôi mua. Nhưng mà chị, tôi cũng có bán những món chị cần, mai mốt chị tới tôi chị mua. Tương duyên với nhau mà sống. Cho nên cái chuyện nói dối á, mình nói mà mình có ý thức, dù lời nó nói dối, nhưng mà dối ý thức làm chi? Để cứu một đứa nhỏ, để làm một cái việc gì đó. Hòa thượng Làng Mai có kể câu chuyện, có một lần hòa thượng đi vào trong một viện bảo tàng mà người ta ướp những xác chết, xác chết khô, mummy. Thì có một đứa nhỏ nó hỏi hòa thượng: "Sư ông, sư ông, cái này là gì vậy sư ông? Mai mốt con có giống vậy không?" Thì sư ông nói: "Không, con không phải như vậy. Con đẹp lắm, con dễ thương lắm." Tại sao sư ông nói như vậy? Chân lý là phải nói với nó: "Mày mai mốt y chang vậy nè." Như mà sư ông nói, một đứa nhỏ mình nói về tội nghiệp nó. Nó chưa có ý thức, mình nói chi, mình gieo rắc những cái hình ảnh mà xấu, mà những cái chuyện mà đau thương của cuộc đời chứ. Cho nên bà nội mà mất á, đứa nhỏ nó tới: "Má mày, bà nội đi đâu?" "Mình đâu nói, bà nội mày chết rồi." "Bà nội lên trời rồi con. Ba đi làm xa rồi, mẹ đi làm rồi." Mình nói để chi? Nó tương ưng với cái tuổi của đứa nhỏ. Mình nói thật mà đứa nhỏ nó khổ đau thì không nên. Cho nên cái giới nói dối là phải hiểu cho rõ là đừng, mình phải ý thức chánh niệm rõ ràng mỗi lời nói của mình. Mình nói thật mà lời nói thật nó không lợi ích thì lời đó nói đó cũng thuộc phạm cái giới thứ tự. Cho nên trong cái giới về miệng nó có bốn loại đó: chuyện có nói không, chuyện không nói có là vọng ngữ, đâm bì thóc thọc bì gạo, chia rẽ người khác, đó là gì? Lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng giết người ta là ác khẩu. Nói những lời mà không lợi ích cho ai hết là vô ích. Vậy thì án mani bát di hồng cứ tụng, nhưng mà đừng tụng trong lúc người ta giận, mà tụng xong còn nói nhức đầu nhức đầu nhức đầu. Một lát nữa bà nó nhức đầu đó cho tôi linh ghê đó. Đi ra ngoài nói trời Phật linh lắm nghe. Bữa đó bà đã bá chửi tôi tụng có mấy câu mới nhức đầu á. Tội nghiệp cho Phật. Mà Phật tử của mình là hay quảng cáo Phật kiểu đó lắm nha. Trời ơi Phật linh lắm nha. Bữa đó tôi hứa ăn chay đó mà tôi quên ăn đó, tôi bệnh tuần luôn á. Cái tôi nhớ, tôi nằm tôi nhớ lại, cái tôi nhớ tôi quên ăn chay, cái tôi ra tôi khấn tôi ăn chay, cái tôi hết bệnh. Trời đất ơi, mình đem đạo Phật, mình đưa Phật lên vậy mà mình đâu có biết rằng mình đem Phật xuống như này để. Mấy cái chuyện đó không phải của đạo Phật. Có nhiều khi mình nghĩ mình tôn Phật vậy đó, nhưng mà những cái cách mình nói như vậy là mình hạ Phật dữ lắm. Từ bi gì mà kỳ vậy? Người ta hứa ăn chay mà người ta quên ăn con tuần mà phạt ta bệnh. Tôi hứa cúng 500, bữa đó hết tiền, cúng có 400 mà. Đi ra mất đôi giày. Tôi ngồi tôi ngẫm lại, trời đôi giày đúng 100 bà. Thấy không? Hứa cúng 500, rốt cuộc phải mất 500.
Trời đất ơi, mình mà đi quảng cáo Phật kiểu đó. Chữ án là gì? Án là một cái câu linh chú khởi nguồn. Tất cả những cái bài linh chú đều tụng từ chữ án, tại vì nó là dẫn ngữ. Thí dụ như mình là người ta hò, người ta cũng dẫn vậy đó. Hò đó, án đó. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ ngủ đủ năm canh. Chữ mani là một viên ngọc. Chữ mani là một ngọc. Padmi đó, Padmi là một cái ôm đó. Chữ ôm là chữ án không? Mani Padmi Hum. Câu đó mình âm lại là án mani bác chi hồng. Trí tuệ hoa sen trong sáng. Cái câu đó có để ngoài cái đài Quan Âm đó. Quý vị lễ 12 tượng Quan Âm ngoài đó có cái câu đó. Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hán. Và dịch cái câu đó ra tiếng Anh nghĩa là gì? Vậy cái câu đó là mình tụng lên để chi? Mình vượt thoát những cái bùn nhơ, những phiền não. Chứ nó không có cái nghĩa là tụng cho người ta nhức đầu, mà cũng không có kinh nào tụng cho người ta bệnh hết á. Mà nếu mà kinh mà tụng cho người ta bệnh, nó đâu phải là chân kinh phải không? Con chưa có kiến thức tu học, xin thầy hướng dẫn cho con bắt đầu trì chú kinh nào. Vì khi lên chánh điện con không thuộc và theo kịp mọi người, con cảm thấy buồn lắm. Hướng dẫn con để cố gắng học thuộc lòng, xin cuốn kinh về tụng. Thí dụ như mình thường mình biết các chùa mình hay đi á, thường thường á là mình đi thường đi chùa nào đó, ta tụng kinh gì thì mình xin cái quyển đó mình về mình tụng thường để mình hội nhập được với cái chùa mình thường đi. Chùa đó thường tụng chú Đại Bi thì mình về nhà mình tụng chú Đại Bi để mai mốt mình vô chỗ đó mình tụng. Cho nên mình đi cái thường sinh hoạt chùa nào đó, thì mình biết chùa đó thường tụng kinh gì thì mình có thể xin về để mình tụng theo, để mình mai mốt mình tới chùa đó cái mình hội nhập được với cái đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng á, cái chuyện mình thuộc kinh á cũng không sao, thuộc cũng được, không thuộc cũng không sao. Quan trọng là về tụng cho nó quen mặt chữ. Để về chùa mình mở kinh ra, bây giờ có kinh rồi, mình cứ mở kinh mình tụng thôi. Quan trọng là mình thuộc mặt chữ, mình làm quen với mặt chữ, mình chạy theo kịp được rồi. Cho nên á, nghe chữ chạy đó là mình biết là mình tụng hơi nhanh. Đúng không? Mà nếu mà người ta nói con rượt theo không kịp là biết con chạy dữ rồi đó. Con làm gì để tốt nhất để cho người thân mình sớm siêu thoát, tâm của mình vui hơn, bớt khổ đau, nhớ nhung? Thật ra ai cũng ý thức cuộc sống này không có ai ở mãi với mình, và chính mình cũng không ở mãi với ai. Cái chuyện mình buồn thương, mình nhớ người thân là chuyện bình thường của con người. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta phải trở lại quán chiếu. Hồi xưa người ta có câu á, nếu mà cha mẹ còn sống á thì mình phụng dưỡng lo lắng, cha mẹ mất rồi mình noi theo cái đó, noi theo cái hạnh đó mình sống. Pháp Hòa có một cái bài cúng linh 4 câu khi châm trà. Cha mẹ còn tại thế, lo cơm nước cúng dường. Mẹ cha không còn nữa, đức hạnh phải noi gương. Khi mình cha mẹ mình còn thì mình lo phụng sự, còn khi cha mẹ mất rồi thì mình nhớ cha mẹ đã đặt kỳ vọng gì nơi mình. Mình sống theo cái kỳ vọng, cái ước nguyện của cha mẹ để cha mẹ được vui. Nghe thầy nói
9 tháng 10 ngày. Vậy sao không hát bài khai hoa nở nhụy? Con rất hay nóng giận, cho con nên trì chú kinh gì để calm down và control tính nóng nảy của mình, khỏi cần chú gì hết. Thí dụ mà nói lần mình lên cơn giận, tụng câu thần chú, đứt mạch máu chết, đứt mạch máu chết. Thần chú nó linh nhất, tụng kinh gì cũng không bằng nữa. Mai mốt mà đọc tiểu sử, Phật tử này đã quy y Tam Bảo từ năm 15 tuổi và ra đi rất ngọt ngào chỉ sau một cơn giận. Đúng rồi. Có cái bài kệ á, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đó là bài kệ, nhưng mà thí dụ lúc đó mình giận quá, kệ gì cũng quên hết. Và lúc đó mình sẽ ai khuyên mình, chị tụng kinh, kệ. chị bỏ qua đi chị. Chị đừng nói về tội chị, kệ. Lúc đó không có kệ mà kệ đó đó. Nhưng mà mình có thể quán cuộc đời là vô thường. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ cái thực tập của mình thôi. Quý vị cũng biết là khi mà mình sống chung, mình làm việc chung như nào, làm sao mà mình vui vẻ, hài lòng hết với tất cả. Có những cái việc, có những cái người người ta làm cho mình, người ta nói xin lỗi, trào máu. Mà nếu mà hốt vô được là cũng... Nhưng đôi lúc Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình nói xong đi, cuộc đời vô thường, người đó đi ấy, lời sao? Rồi cái thứ hai nữa là tất cả những cái gì xung quanh mình nó xảy ra bất như ý mình, chẳng qua là người ta muốn nó tốt hơn thôi. Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy. Một cái ví dụ, Pháp Hòa mang cái bình hoa Pháp Hòa để đây, tại trong đầu Hòa nghĩ vậy là đẹp. Thì cái người khác mới nói để xấu quắc, đi kiếm cái thùng cái gì đó để lên. Thì đối với mình á, đem cái thùng đó vô để, nó cải lương mà nó quê dữ lắm. Để vậy nó tự nhiên, nó thiết. Bực rồi đó. Tôi trụ trì mà tôi để mà dám dẹp. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà mình suy nghĩ á, tại sao cái người đó làm vậy? Chẳng qua là họ muốn nó đẹp hơn thôi. Và nó không có đúng cái ý mình, là vì mình nghĩ vậy mới đẹp. Thành thử rốt là người nào cũng có một cái ý của mình. Pháp Hòa là gặp cái chuyện này thường lắm. Mình nói vậy rồi lát ra chật lắc hết. Nhưng mà nếu mình bực lên á, vậy là mình sống với cái ngã của mình, mình sống với cái tôi của mình, mình sống với những cái thành kiến mình đã thành, mình đã build up như vậy. Và Pháp Hòa luôn luôn nghĩ á, người ta đến người ta cũng muốn làm cho nó tốt hơn, nhưng mà có lẽ là cái cách người ta như vậy. Và mình cái thứ hai là mình có thể nhìn á, con người ai cũng có những cái đẹp. Hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng cái chuyện mà tô đó, nhớ không? Mỗi người ta sống ai cũng có thể cái tốt của người ta nó lờ mờ, so với cái xấu của họ rất là đậm. Nhưng mà mình chịu khó mình tô cái đó lên đi, thì cái chữ nó sẽ lên. Giống như cái cuốn sách mà ta viết sẵn cho mình để mình tô chữ, mình đồ chữ, mình tập viết vậy đó. Mình sống như vậy, mình khi mình thắng được một cái cơn giận của mình, mình thấy hạnh phúc lớn lắm. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Phật mới nói, dù mình chiến thắng vạn người trên chiến trường cũng không gọi là đại thắng. Chỉ khi nào mình tự thắng chính mình, và cái chiến thắng đó là cái chiến công, là cái chiến thắng oanh liệt nhất. Tại vì mình rất khó thắng mình, rất khó. Pháp Hòa nói ví dụ rồi đại chúng sẽ thấy ha. No rồi đó mà thấy cái đó ngon quá, thèm quá, cũng bóc miếng. Mặc dù mình biết không có tội lỗi gì hết, nhưng mà những cái giây phút đó cái tự nhiên mình biết rằng á, theo ông nội cái chuyện mà mình tạm gọi là tham ăn thôi. Rồi có nhiều khi á, mình để mình biết là mình phải thức dậy 5 giờ sáng, đồng hồ reo mình tắt cái rụp, mà mình nói với mình là 5 phút thôi mình sẽ dậy. Ai ngờ đâu tới hồi dậy
trễ hết công việc đó. Và có những lúc mình bực bội vô cùng, mình nó ngủ chi có 5 phút để rồi bao nhiêu công việc nó đình trệ lại. Nhưng mà con người của mình là cứ hết lần này tới lần khác, nó cứ vấp như vậy. Vì vậy mà cái ý nghĩa tu hành nó rất cần thiết. Tu là gì? Là một quá trình dài hạn. Hễ ngày nào mình còn dở, ngày đó còn tu. Ngày nào tâm mình còn dở xấu, ngày đó mình còn tu. Chứ đừng hỏi tu chừng nào xong. Cái đó gọi là trường tu, vô gián tu. Và rất vui mỗi khi mình thắng được những cái phiền não của mình, cái đó gọi là lạc tu. Tu có ba cách: trường tu, vô gián tu, lạc tu. Lạc tu là mình mỗi một lần mình chỉnh sửa được mình thì mình vui với cái đó. Mình đừng có nghĩ là mình hoàn chỉnh được cái gì 100%, nhưng mà mỗi một lần mình làm được một việc gì. Quý vị nấu ăn, mặc dù cái món đó nấu rất hay, nhưng mà đâu có phải 10 lần là chính xác ngon hết 10 lần đâu. Có bữa này thì vừa ăn, bữa khác lại lạc. Bữa này vừa ăn, bữa mai lại mặn. Nấu ăn mà chính mình nấu mỗi ngày mà mặn lạc nó còn chênh lệch, thì huống chi là cuộc sống này và bao nhiêu những con người xung quanh đến với mình. Cho nên á, quý vị đi vào tu nè, đi vào làm công quả nè. Rồi mình thí dụ bây giờ mình tới mình không làm, chỉ mình tu thôi, thì mình tự hỏi mình chuyện gì nó đến, hỏi mình vô đây để làm gì. Vô đây mình tu phải không? Thì đây là những phương pháp giúp cho mình tu. Người kia thế này, người kia thế kia, và mình nhẹ nhàng được hết là tu. Còn nếu mình vô đây mình làm công quả phải không? Bỏ công sức ra để làm gì? Để có được một kết quả an lạc của một ngày. Mà nổ tung ra thì cái quả này nó không có. Cái này nó rất là thực tế trong cuộc sống. Chưa chắc mỗi người sẽ có một cách. Có nhiều người giận ta đi uống miếng nước, có nhiều người giận ta bước ra ngoài, ta đi tản bộ hồi cho nó calm down. Hôm bữa trong khóa tu có một cô đi về rồi, sáng nay cô về. Thì cái bữa cô lên thăm vấn Pháp Hòa, cô có hỏi cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa mới nói Phật giáo dạy cho mình là expressed, chứ không có explore. Express là gì? Là bày tỏ. Còn explore là mình nổ tung ra. Mình có quyền bày tỏ chứ. Cho nên khi mà mình có cái tự do, có cái quyền của mình, you have the rights to express. Nhưng mà nếu như mình express không có, khi mà mình đang tức giận thì cái đó không phải express mà explode. Mà nổ ra thì không phải người đó chết mà mình cũng chết theo. Tại vì quả bom mà nó nổ ngay cái chỗ đó thì đâu phải chỉ cái đối tượng đó chết đâu. Cho nên mình có quyền chia sẻ, nhưng mà hãy đợi khi nào mình yên lắng xuống rồi hãy chia sẻ. Còn nếu không thì nguy hiểm lắm. Còn hai câu nữa ráng được không? Khi ngồi thiền hay nhắm mắt lại, con thường cảm nhận có một luồng gió nhẹ bay qua trước mặt, hoặc đôi khi có mùi hương nhẹ thoảng, mở mắt ra thì không còn mùi hương gì nữa hết. Cái này cũng đúng thôi. Đang ngồi vậy, có một người đi ghen, vừa gió mà vừa hương. Thật ra quý vị biết, khi mình ngồi thiền á, mình có những cái cảm giác mà trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả những cái đó đều là ma hết. Chữ đừng có sợ nha, chữ ma này là gì? Là những cái nó làm cho tâm mình không ổn. Và nếu mình chạy theo nó, ví dụ mùi thơm quá, tôi thích cái mùi này lắm nè, mai mốt tôi ngồi ngay chỗ đó nữa để tôi kiếm cho được cái mùi đó, thì mình bị cái hương, ma của hương nó lôi mình. Rồi cái mình ngồi, cái mình cảm thấy như Phật rờ đầu mình, Phật nói con ngoan quá. Thì mình bị dính vào cái hình ảnh là Phật phóng quang
xoa đảnh và tiếp nhận mình. Thí dụ mình được cái đó đó thì mình nghĩ rằng đó là một khích lệ. Xong, đừng nghĩ tới nó. Tại vì sao? Tại vì cái mục đích của sự tu thiền là làm sao tâm mình định, lắng. Vì tâm mình loạn, mình thường chạy theo các cảnh, các duyên, cho nên mình mới ngồi thiền. Và trong khi ngồi thiền mà nếu mình có cái định thì nó sẽ có phát sinh những cái kết quả. Nhưng mà kết quả đó chỉ là kết quả của tạm thời, là bước đầu, hay là nói mình tạm gọi là một khích lệ đi. Tất cả đều là tạm hết, vô thường hết. Vì vậy mà ngày Lâm Tế ngày mới dặn á, trong khi ngồi thiền mà có lỡ có gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Thì mới nói ủa tại sao gặp ma con sát phải rồi mà gặp Phật luôn. Có đôi khi ma nó giả Phật, và có đôi khi cho dù là Phật thì cũng biết rằng đó cũng chỉ là khích lệ, hoặc là thậm chí vọng tưởng điên đảo của mình. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Pháp Hòa ngồi uống trà nói chuyện, thì cái thói thường người ta bước vào, người ta cũng có người mà người ta bước vô tay gặp mình thì ta nhìn cái mình để ý bà này, ông này lần nào vô cũng nhìn nữa đó. 10 lần tôi thấy rõ ràng nhìn tôi, giống như là dòm ngó về tôi, soi mói về tôi, mà thiệt sự người ta đâu có gì đâu. Mình tự sanh một cái tri giác sai lầm. Sư ông Làng Mai dùng cái chữ đó rất hay, và dịch từ cái chữ vọng tưởng. Vọng tưởng là cái vọng là không thật, cái tưởng là mình create nó ra thôi. Thì tri giác sai lầm là những cái thấy mình, những cái thấy, những cái biết của mình, những cái nhận thức đó của mình nó sai lầm, mà mình cho nó là thật thì mình khổ với nó. Cho nên trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị đọc kinh gì đó, có được những cái trạng thái gì đừng có dính với nó, mà cũng đừng sợ nó. Ví dụ mình đang ngồi tụng kinh tự nhiên thấy có cái gì lạnh lạnh đó sau lưng mình đó, đừng sợ cái đó. Hễ mình càng để ý tới nó thì cái đó nó tăng. Có bao giờ quý vị ngồi thiền mà nhột nhột trên mặt không? Đó. Mà hễ mà một là ruồi đậu không, hai là kiến nó bu. Nhưng mà đôi khi là mình ngứa cái mặt á, mà nếu như mình cứ hễ mỗi lần về cái gãi một cái, thì cứ ngồi cứ gãi hoài. Bữa nào tập về đi, khi mà nó ngứa cái mặt, thử đừng để ý nó coi, trở lại hơi thở coi, chút xíu hết. Phó qua kinh nghiệm á, cái thói quen mình là ngứa đầu gãi đó, mình ngứa mặt, ngứa đầu, ngứa tay gì. Nhưng mà hôm nào mình nhận thức mình đang ngồi thiền, mình không có muốn cử động, mình thử mình bỏ mặt nó, đừng lát nó đi. Cho nên cái đó nó tự đến và nó tự đi, tất cả những cảnh tướng hết. Cho quý vị nào mà tu thiền, ta hay học kinh Lăng Nghiêm, nhất là cái phẩm mà Đức Phật dạy về 50 thứ ma. Tại sao là 50? Mình có ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? 5 uẩn. Thì mỗi một uẩn như vậy nó 10 thứ ma, nhân ra là 50 thứ. Thí dụ như mình cảm nhận gì trên cơ thể mình, nó thuộc hình ảnh bên ngoài là thuộc sắc. Cảm nhận cái gì đó là thọ. Rồi ngồi cảm thấy như ai đi, gió lướt gì đó là tưởng. Thành thử ra quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Dù tốt hay xấu gì, nhận thôi, nhận biết thôi, rồi buông. Đừng có quan, đừng có sợ, và cũng đừng thích. Thí dụ thấy Phật đừng quá vui, tại hãy quá vui mà lỡ bữa nào ma là sẽ quá sợ. Người ta hay dùng cái từ là tẩu quả nhập ma. Thật ra cái từ đó không phải của Phật giáo, đó là của Kim Dung, của Kiếm Hiệp. Còn Phật giáo không có cái từ tẩu quả nhập ma. Khi mình ngồi thiền mà tâm mình không tịnh thì loạn tâm. Tâm mình nó suy nghĩ loạn tâm. Vì mình loạn tâm cho nên mình mới ngồi thiền. Hôm qua có một cô nói với Hòa là trời ơi, bây giờ ngồi thiền nó thấy mình quá trời, nghĩ lung tung luôn.
Pháp Hòa nói rồi, cô bắt đầu có tịnh rồi đó. Có tịnh mới thấy mình lung tung. Cũng giống như á, người ta đi nhanh, mình cũng đi nhanh, mình không thấy gì hết á. Bữa nào mình ngồi yên lại, mình sẽ phát hiện, trời sao người ta đi quá nhanh. Rồi Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Hôm nào quý vị mất một cái chìa khóa hay mất một cái món gì đó, mà quý vị càng lăng xăng đi tìm là quý vị sẽ tìm không ra. Rồi bây giờ ngồi xuống đi, định thần định hồn lại coi nãy mình vô mình bước ở đâu, rồi mình quẹo ở đâu. Chút xíu sau tôi nhớ rồi, chỗ đó là chỗ cuối cùng tôi tới. Mà càng lăng xăng đi kiếm, đi tìm lại càng không ra. Có không? Cho nên khi nào định thì tất cả nó sẽ lắng. Những cái kia nó chỉ là bên ngoài thôi, nó không có làm gì được mình hết á. Cho nên cuộc đời mình hằng ngày cũng vậy. Những cái lời nói, những cái cử chỉ của ai đó, nó chỉ là bóng dáng bên ngoài thôi. Nó không thể nào làm cho cái gốc tâm an tịnh của mình bị ảnh hưởng được. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích giùm con. Con có một tâm ma và một tâm Phật. Khi tâm ma xúi dục con nói lời không hay, rồi tâm Phật lại khuyên con thôi đừng nói. Nhưng cũng có lúc tâm Phật không vượt qua được tâm ma. Vậy con phải làm sao? Vậy là ma thua Phật. Ô, Phật thua ma. Có gì đâu, thì như nãy mình nói vậy đó. Mình không có thắng được mình. Và không thắng được mình thì để cho người khác thắng. Cho nên chữ tỳ kheo đó, nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác. Nghĩa thứ hai là bố ma. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa. Khi mình tu á, là mình bỏ các điều ác, làm các điều lành là nghĩa thứ nhất rồi, phá ác. Điều thứ hai á, là bố ma. Ma là gì? Là phiền não. Những cái phiền não, những cái gì nó đến nó làm cho mình bất an, mình phải bố nó. Bố là gì? Làm cho nó sợ mình. Còn giờ là mình bị ma bố. Cho nên thầy cô nào mà tu mà còn sợ ma đó, không dám lên chánh điện một mình, không dám đi đám tang đó, là bị ma bố đó. Còn phải bố ma. Trong một cái nghĩa của một cái giới, cái giới đó là nếu ai phạm đó, thì coi như là người đó không thể tiếp tục đường tu đó. Cái dịch nghĩa của cái chữ đó, cái của cái giới đó đó, nó còn có một cái nghĩa là tha thắng. Tha thắng là gì? Mình đã để cho người khác thắng mình. Những cái dục, những cái phiền não nó đến là nó muốn thắng mình. Nhưng mà bây giờ không lẽ mình tu hành bao nhiêu năm mình không đủ khả năng để mình chấn chỉnh lại nó sao? Cuối cùng nó lôi mình, là tha thắng. Bây giờ mình đâu có cần chi cái chuyện lớn đâu, thử bữa nào chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình muốn tụng thời kinh mà giờ chỗ kia kêu đi chơi vui quá, thôi kệ đi đi, rồi bữa nào về tụng lại cũng được. Thật sự không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình đi chơi xong mình thấy là đó, tha thắng. Lẽ ra giờ này giờ ở nhà mình tu, có nhiều khi đi chơi xong về hối hận chứ. Biết gì không đi, đi về gây lộn không. Nhưng mà lúc mình đi mình đâu nghĩ vậy đâu. Phải không? Thường thường con người mình thấy xong chuyện gì thì mình nói một câu, ai dè, phải chi. Dù mất của rồi, trời biết vậy cúng chùa hết trơn. Có cô đó, cổ bị ta giật tiền hay là chơi hụi thua vậy đó. Con nói, trời con không biết con thua vậy, con mất vậy, bữa đó đưa cúng hết chùa. À, cô vị Phật tử này đừng có lo nha. Người tu mấy chục năm cũng y chang như mình thôi, cũng đều mỗi ngày đều phải làm việc giữa cái hai cái bờ phiền não bồ đề. Không phải dễ đâu. Cho nên hỏi tu chừng nào thành? Khi nào mà cảnh duyên cảnh đến mà tâm mình không động, chừng đó mình thành. Rồi cuối cùng á, ngày Trần Nhân Tông ngày mới nói đó, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
Mình thiền là tại vì mình sợ mình phải đối với cảnh, mình sanh lòng. Đến khi nào mình tất cả mọi cảnh tâm mình đối mà mình không có bị ảnh hưởng, không? Đối cảnh vô tâm. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong cái chương gọi là 20 điều khó của con người, trong đó có một cái câu gọi là gì? Mình không có bị những cái cảnh duyên mà nó lôi mình rất khó. Nghèo mà bố thí khó. Tại vì nghèo phải lo giữ chứ, vậy mà biết trang trải đâu phải dễ, phải không? Thì trong đó có một cái điều là vô tâm với các cảnh rất khó. Và cuối cùng là vị Phật tử hỏi là giải thích các bộ kinh đó. Và thì cái này cũng sẽ có, Pháp Hòa cũng hay làm việc đó. Thí dụ tụng, quý vị tụng kinh Dược Sư nè, Pháp Hòa đã giải bộ kinh Dược Sư rồi. Quý vị tụng kinh Địa Tạng, Pháp Hòa đã giải thích bộ kinh Địa Tạng rồi. Quý vị tụng kinh Thủy Sám, Pháp Hòa đã giải thích bộ Thủy Sám rồi, bộ Di Đà rồi, Pháp Hòa đã giải thích từng bộ kinh rồi. Bây giờ đang bộ Mông Sơn Thí Thực cũng rồi, Lăng Nghiêm buổi sáng cũng chú giải rồi, Đại Bi Sấm Pháp cũng đã chú giải rồi. Quý vị lại hồng danh bộ sám 89 vị Phật đó, Pháp Hòa cũng đã giải thích tên của từng vị Phật trong đó rồi. Bây giờ chỉ có điều là lại làm gì? Gõ ông Google lên thôi, tìm những cái bài giảng đó. Quý vị nào lại hồng danh bảo sám thường đó, 88 vị Phật đó, muốn hiểu nghĩa tên từng vị Phật, quý vị đi tìm cái bộ Pháp Hòa nói về cái bộ đó, Làm Mới Thân Tâm. Bộ đó tổng cộng có 9 dĩa, 9 buổi giải thích cái bài hồng danh bảo sám mà chúng ta thường lại, Làm Mới Thân Tâm. Bữa nay là cái session cuối cùng, ăn trưa là nghỉ cho mình không có bị thời gian nó chi phối nhiều nữa. Cái câu cuối cùng cũng rất quan trọng cho việc tu tập. Thôi quý vị chịu khó một chút. Thưa Thầy, con kính chúc Thầy Pháp Thể an khang. Xin Thầy giải thích dùm thắc mắc của con. Trong quá trình tìm hiểu và thực hành Phật Pháp, con luôn cầu xin khi quá vãng được về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà và được sinh ra trong đóa sen, tiếp tục tu hành cho đến giác ngộ. Nhưng đến một ngày, có một vị thầy lớn bên Nam Tông nói rằng Phật A Di Đà là do Bắc Tông bên Trung Quốc tạo nên, không thực, và đây chỉ là phát nguyện của một vị đang tu hành Bồ Đề. Xin Thầy giải thích hiểu rõ hơn. Cái tiêu chí của người tu tịnh độ là gì? Ai nhớ? Tính, nguyện, hành. Khi mình phát nguyện, mình tu tập cái gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, thì cái tiêu chí phải có trong mình là phải có tính, có nguyện, có hành. Và tính là tính cái gì? Tính mình, tính người, tính Phật, tính Pháp. Nếu mà mình đã tu pháp môn này rồi mình nghe những cái lời giải thích khác, mình lung lay, vậy là chữ tính này nó chưa vững. Chữ tính của mình trong tịnh độ này mình chưa vững, thì thôi không cần nói chuyện tịnh độ nữa. Nói cái chuyện mình tu tập thôi. Mình mở tiệm làm ăn mà không có tin mình, không tin người, ta vô ta nói một hai câu dẹp tiệm không làm nữa. Mình không có đủ năng lực, có niềm tin với chính mình, khả năng của mình, việc làm của mình, người khác làm sao ta biết mà ta nói. Cho nên ai muốn giải thích cái gì, đó là mỗi người có một người cái nghiên cứu của người ta. Nhưng mà chính mình phải vững vàng trên cái pháp mình đã chọn. Ví dụ bây giờ mình chọn con đường đi tu đi, người ta vô ta nói tu vậy đấy hả, định giam đời mình trong cái chỗ này suốt đời vậy đó hả, rồi ăn no rồi cứ tối ngày cứ dày dày sao, rồi chết ai lo, bệnh tật ai lo. Cũng đúng ha, tu không có, vợ con không có, chó mèo cũng không. Cho nên trong cái tứ tứ ma đó, nó có một cái kêu là tử ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma và tử ma. Tử ma là gì? Sợ chết. Chết đi về đâu? Rồi chết rồi ai lo? Nhìn bà con Phật tử, ai ta cũng có con có cháu,
Còn mình nữa cháu con nào lo, lo đủ thứ hết trơn. Thì đời hiện tại đây lo tu cũng lo, cứ lo chết thì nó lôi mình. Thành thử ra trở lại, sự nghiên cứu của mỗi người ai cũng có quyền, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, cái quan niệm Pháp Hòa là gì nè? Khi Pháp Hòa biểu người ta đừng làm việc gì thì Pháp Hòa phải có cái gì thế vào đó. Chứ còn tự nhiên người ta đang làm, biểu ta đừng làm mà không có cái gì cho người khác làm thì người ta biết cái gì? Thà là ta nương cái này mà người ta còn đang hạnh phúc. Thí dụ quý vị đang ăn tô cơm đi, mà Pháp Hòa phát hiện tô cơm đó là tô cơm hư, thiêu rồi. Pháp Hòa bưng tô bún ra và nói: "Lát bác dùng tô bún này đi, cho con xin cái tô cơm lại. Cái tô cơm này nó không có ngon, tô cơm cũ." Khi mình không cho người ta ăn cái món đó, mình phải có cái khác mình thế vào. Chứ còn mình tự nhiên người ta đang hạnh phúc vậy, cái mình lợi mình đập đổ một cái điều gì đó mà mình không có một cái phương pháp nào khác, thì cái Pháp Hòa nghĩ cái đó không nên. Còn đối với bản thân mình đó, mình làm việc gì mình phải có đủ cái năng lực của cái pháp mình đang làm, là tính nguyện hạnh. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có câu vậy nè: "Giới định tuệ thoát ta bà, tính hạnh nguyện sanh tịnh độ." Hòa Thượng Trí Tịnh ngài có câu đó. Nếu người nào mà tu giới, tu định, tu tuệ, đó là ba con đường đi, ba phương pháp giúp cho mình thoát khỏi ta bà. Còn nếu mình muốn vãng sanh tịnh độ, tính nguyện hành. Bây giờ mình tính nguyện hành, mình nói là mình đang tu tịnh độ, muốn vãng sanh cõi Phật. Thí dụ vậy đi, mà giờ tính không đủ, ta mới có một nghe một bài giảng thôi là mình đã lung lay rồi. Mình không nói, mình không có dám nói đúng sai gì hết. Ở đây mình nhớ là Đức Phật có dạy á, những gì mà Phật nói á, cho mình nghe nó giống như lá trong tay Phật thôi. Còn những cái gì mà Phật biết á, nó nhiều như lá trong rừng vậy đó. Cho nên Phật chỉ nói những gì rất cần. Và thậm chí bây giờ người ta nói cái này không phải Phật nói, ông Tổ đâu không nói. Nhưng mà ông Tổ đâu không có nói gì sai không? Mà ông Tổ đâu không nói, ông lấy cái gì ông nói? Ông cũng mượn lời Phật, bất quá là ông reform nó lại bằng một hình thức khác để hướng tâm cho mình thôi. Rồi mai mốt đây, ví dụ quý vị nào đó nghe người ta nói cái kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân không phải của Phật nói, của ai đó tạo ra, không sao hết. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đọc hết trong kinh báo hiếu phụ mẫu, có cái gì dạy mình sai cái đạo đức không? Nó không sai đạo đức. Cái gì mà nó hướng dẫn được con người mình đi đến con đường đạo đức thì nó là kinh thôi. Cho nên á, thưa đại chúng, là trong cuộc sống mà mỗi người ta nghiên cứu nhiều lắm, nhưng mà mình phải vững vàng trên cái của mình. Thí dụ quý vị muốn rõ ràng về tịnh độ, tu tịnh độ nè, đọc sách tịnh độ, những lời giải thuyết của các vị, để mình làm vững cái niềm tin của mình. Ai tu thiền, nghiên cứu thiền. Và nói tóm lại, tất cả pháp đó không cao thấp, không hay dở gì hết. Nó chỉ là một phương tiện dẫn mình, hợp với mình, để mình an lạc, tu tập. Ăn bún, ăn mì, ăn cháo, ăn cơm cũng đều là no bụng và có sức khỏe. Nhưng mà người không khỏe ăn cháo, ai khỏe ăn cơm, vậy thôi. Mình ăn dưa leo ngon, đừng chê người không ăn dưa leo. Nói trời ăn này không có dưa leo không ngon, người ta bệnh người ta không được. À, cũng biết nó ngon nó ta ăn được. Thì quý vị phải có một cái vững chãi như vậy trên cái sự tu tập của mình. Thì tất cả những gì trong cuộc sống này, chứ không phải riêng cái vấn đề trong nội bộ chuyện của mình, mình đang làm việc đó mà người ta tới người ta nói, mình phải suy nghĩ chứ. Còn cái bài, cái câu cuối này nè, là xin giải thích mấy cái bài kệ của các tổ. Em chưa làm tổ. Thì cái này là một vị hỏi những cái bài kệ của các hòa thượng khi mà truyền đó. Thì thưa là trong cái truyền thống của Phật giáo phương Đông, tức là Phật giáo Trung Quốc,
Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản có một cái truyền thống là thầy trò hay truyền với nhau qua các bài kệ. Thì các tổ cũng vậy, Phật cũng vậy, Phật cũng có những cái bài kệ để lại cho người đệ tử đó của mình. Thì cái vị này muốn nhờ Pháp Hòa giải thích các bài kệ này, nhưng mà thật sự là những bài kệ này nếu muốn giải thích thì phải nằm ở trong một cái buổi giảng riêng, ít nhất cũng phải vài buổi mới giải thích được những cái ý nghĩa sâu sắc của mỗi bài kệ này. Thì Pháp Hòa chỉ ghi nhận rồi nói tổng lược về các bài kệ thôi, rồi hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ riêng. Còn hôm nay mình nhận được những câu hỏi trong chúng thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Và thưa đại chúng là những cái gì quý vị hỏi Pháp Hòa cũng chia sẻ theo cái hiểu của mình, cũng chưa chắc thỏa mãn đại chúng đâu. Quý vị chưa hài lòng thì mình đi tìm hỏi thêm những cao đức khác. Chứ còn mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau, nhưng mà Pháp Hòa hiểu tới đâu thì chia sẻ với quý vị tới đó. Mong đại chúng hoan hỷ. A Di Đà Phật. Minh Chương lát nữa hát ở dưới trại đường nha. Tại ăn no rồi nghe khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Mình chuẩn bị đi ăn trưa lúc 12 giờ. Thì ăn trưa xong thì tại trại đường chúng ta sẽ hồi hướng và kết thúc khóa tu. Thì lúc đó mình muốn sinh hoạt thêm gì đó tùy hỷ mình nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, 4 ngày tu học của chúng ta đến đây đã viên mãn bằng cái buổi sinh hoạt chung với nhau. Hy vọng rằng đại chúng có niềm vui trong những ngày ở tu viện và tu tập. Nếu có những gì sơ sót trong sự chăm sóc cho đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho, và rất mong được sự thông cảm của đại chúng. A Di Đà Phật.